Xin kính chào quý khán thính giả. Chúng ta vừa trải qua một tuần nắng gắt, mưa thật nhiều và công việc thì bộn bề tất bật phải không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gác lại tất cả. Minh Ngọc xin được kính chúc quý vị lời chúc tốt đẹp nhất cho tuần mới ngập tràn năng lượng, công việc hanh thông, hiệu quả, gia đình hạnh phúc. Ekip thực hiện chương trình của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng rất vui được gặp lại quý vị trong số thứ 3 của chương trình Bạn hỏi chuyên gia chúng tôi trả lời. Ở chương trình của chúng tôi thì được phát trực tiếp trên Fanpage và kênh YouTube của bệnh viện. Bác sĩ nội trú Hoàng Thị Thanh Tú, khoa nội tổng hợp 1, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng sẽ chia sẻ về bệnh và sẵn sàng tư vấn, giải đáp những câu hỏi hay bất kỳ những cái băn khoăn, thắc mắc nào của quý vị gửi về chương trình liên quan đến việc phòng và điều trị bệnh sốt xuất huyết. Và lần nào cũng vậy, để chương trình với những cái thông tin, những cái kiến thức, ý nghĩa về bệnh lý được lan tỏa đến nhiều người hơn, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, thì chúng tôi tha thiết mong quý vị giúp cho một việc, đó là chúng ta thực hiện thao tác like và chia sẻ công khai trên trang cá nhân của mình. Xin được chân thành cảm ơn toàn thể quý vị. Đồng hành cùng chúng tôi để thực hiện chương trình này, xin được cảm ơn công ty Gigamed. Quý vị thân mến, trước khi bắt đầu vào những nội dung chia sẻ về bệnh sốt xuất huyết và những cái điều cần biết, thì chúng tôi xin được kính mời quý vị cùng theo dõi một clip ngắn về chăm sóc và điều trị bệnh nhân bị sốt xuất huyết tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng chúng tôi. Rất mong quý vị cùng quan tâm theo dõi. Đây là ba thành viên trong một gia đình. Sau khi đi du lịch về thì cả ba chị em đều mắc sốt xuất huyết mà không biết nguyên nhân của bệnh từ đâu. Xung quanh nơi ở hiện tại của họ không có trường hợp nào mắc sốt xuất huyết. Sau khi điều trị tích cực 5 ngày thì đến nay sức khỏe của họ đã dần ổn định. Hai bạn trẻ tuổi hơn đã ngắt sốt. Trước khi phát bệnh sốt xuất huyết, người bệnh sẽ trải qua giai đoạn ủ bệnh kéo dài, trung bình từ 4 đến 7 ngày và có thể lên tới 14 ngày từ khi bị muỗi vằn đốt và truyền virus vào cơ thể. Thời gian ủ bệnh ở mỗi người khác nhau, phụ thuộc vào cơ địa, khả năng miễn dịch và chủng virus gây bệnh. Trường hợp bị lây từ người xung quanh thì khi người mắc bệnh đó gần khỏi hoặc khỏi hẳn thì bạn mới bắt đầu xuất hiện triệu chứng. Sau thời gian ủ bệnh, các triệu chứng khởi phát đột ngột và diễn biến qua 3 giai đoạn. Giai đoạn sốt, giai đoạn nguy hiểm và giai đoạn phục hồi. Trước đây, sốt xuất huyết được coi là bệnh của trẻ em khi có tới 90% ca mắc xảy ra ở trẻ dưới 15 tuổi. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, căn bệnh này diễn biến càng phức tạp, tỷ lệ người trưởng thành mắc bệnh ngày càng cao và rất khó kiểm soát. Sự nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết còn do diễn biến lâm sàng của bệnh rất phức tạp. Khi chuyển sang giai đoạn 2, người bệnh có thể hạ sốt, dễ gây nhầm lẫn là đã hết bệnh. Trong khi đó, đây lại là khoảng thời gian bệnh nhân dễ gặp phải những biến chứng nguy hiểm nhất. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, thì căn bệnh có thể để lại những hậu quả đáng tiếc, thậm chí là dẫn đến tử vong. Với tính chất nguy hiểm như vậy, phòng bệnh được coi là một trong những biện pháp hữu hiệu để giảm nguy cơ mắc bệnh, cũng như giảm tỷ lệ ca bệnh gặp biến chứng. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi video vừa rồi của chúng tôi. Và xin được chào bác sĩ Tú. Cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình. Vâng, xin chào chị Minh Ngọc. Xin chào quý vị khán giả. Kính quý vị, như quý vị đã biết thì hiện nay sốt xuất huyết đang là vấn đề thời sự. Không phải chỉ ở Việt Nam mà nó còn là vấn đề toàn cầu chỉ sau Covid thôi ạ. Và hiện nay thì chúng ta cũng đang đối mặt với nguy cơ xuất hiện rất nhiều những cái dịch bệnh mới. Chính vì vậy mà chúng ta cần chuẩn bị nhiều hơn về kiến thức, về kỹ năng phải không bác sĩ? Vâng, và như bác sĩ thấy đấy ạ, ở trên màn hình của chúng ta thì đang nhấp nháy rất nhiều những cái mắt theo dõi. Vâng ạ, có lẽ bác sĩ không quen, nhưng với chúng tôi thì đây, điều này đang thể hiện là đang có rất nhiều khán giả quan tâm tới chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Để khán giả cũng như là Minh Ngọc hiểu thêm về cái bệnh sốt xuất huyết đanh này, thì rất là mong bác sĩ Tú sẽ giúp chia sẻ những cái thông tin về bệnh. Vâng ạ, bệnh sốt xuất huyết đanh thì nghe tên thì quen, nhưng mà cái bệnh như thế nào thì có lẽ cũng không nhiều người biết đâu ạ. Vâng, xin được mời bác sĩ. Vâng. Bệnh sốt xuất huyết đanh thì nó là một cái bệnh mà do virus gây ra, là một bệnh truyền nhiễm cấp tính, gọi là bệnh truyền nhiễm vì nó sẽ lây và nó có thể gây thành dịch. Virus gây bệnh sốt xuất huyết chính là cũng là tên của bệnh, thì là virus đanh, và bệnh này thì nó lây truyền qua muỗi đốt.
và cái đặc điểm của bệnh thì nó biểu hiện là các cái triệu chứng sốt rất là cao, cấp tính. Đấy, thời gian có thể sốt từ 1 đến 7 ngày. Cái thứ hai kèm theo nó có các cái đặc điểm là bệnh nhân sẽ có cái tình trạng rối loạn về máu, dự có giảm cái tiểu cầu, rồi có cái tình trạng thoát huyết tương dẫn đến cô lọc máu, có thể dẫn đến tình trạng sốc, rồi rối loạn đông máu và thậm chí có thể tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Và bệnh này thì nó sẽ xảy ra hầu như là rải rác quanh năm. Tuy nhiên thì cũng có những cái thời điểm mà nó sẽ gọi là cái dịch cao điểm, tức là thường vào những cái tháng mùa mưa là mùa phát triển của muỗi gây bệnh. Và cái cho đến nay thì bệnh thì vẫn là điều trị chủ yếu là các biện pháp điều trị hỗ trợ, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, và phòng bệnh thì chúng ta cũng chưa có vaccine, chủ yếu là các biện pháp phòng bệnh hỗ trợ thôi, các biện pháp phòng bệnh không đặc hiệu. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, sốt xuất huyết như bác sĩ Tú vừa mới chia sẻ thì đó là một trong những bệnh truyền nhiễm cấp độ, vâng ạ, bệnh truyền nhiễm cấp có mức độ nặng nề, dễ phát sinh biến chứng và thậm chí gây tử vong nếu như mà không được điều trị kịp thời. Vậy rất mong bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về cái sự nguy hiểm của bệnh và những cái biến chứng thường gặp của bệnh sốt xuất huyết được không ạ? Vâng, bệnh sốt xuất huyết thì là bệnh do virus. Đa phần thì những cái trường hợp bệnh do virus thì nó là những cái bệnh lành tính. Bệnh sốt xuất huyết đanh thì đa số các trường hợp thì thường có biểu hiện nhẹ thôi. Tuy nhiên thì nó tùy thuộc vào những cái cơ thể, đáp ứng cơ thể của mỗi bệnh nhân, và thứ hai nữa là cái chủng virus mà mình mắc ấy, thì có những cái tỷ lệ phần trăm vẫn diễn biến rất là nặng và có nguy cơ tử vong nếu như mà chúng ta không theo dõi và điều trị kịp thời. Các cái biểu hiện nặng của bệnh là các cái tình trạng có thể là xuất huyết nặng hoặc là sốc giảm điện tích, rối loạn đông máu, suy tạng nặng, và nếu như mà không có can thiệp y tế thì sẽ có thể dẫn đến tử vong. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa bác sĩ, là sau những thông tin mà bác sĩ vừa chia sẻ thì đến bây giờ là đã có nhiều tin nhắn của quý khán thính giả gửi tới chương trình nhờ bác sĩ hướng dẫn, vâng ạ, chỉ ra những cái dấu hiệu cảnh báo, những cái dấu hiệu để cho người bình thường đấy ạ, như là Minh Ngọc đây này, biết được là mình có đang bị sốt xuất huyết đanh hay không và những cái triệu chứng sớm của bệnh là gì nữa, vâng ạ, xin bác sĩ chia sẻ giúp. Các cái triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết đanh thì bao gồm có, tức là nó sẽ rất là giống với cái bệnh thôi, có triệu chứng sốt và có xuất huyết. Bệnh nhân có cái biểu hiện sốt rất là cấp tính, như kiểu sốt do nhiễm virus vậy, cũng đau đầu, đau người, đau mình mẩy rất là nhiều, chán ăn, buồn nôn hoặc là thậm chí có thể tiêu chảy. Đấy là những cái triệu chứng của nhiễm virus. Thế còn riêng virus đanh nó còn có thể thêm có các triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết đanh. Ví dụ như là nếu như mà bệnh nhân có thể có cái tình trạng giảm tiểu cầu, rồi xét nghiệm máu chỉ có thể có giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu và tình trạng cô đặc máu. Còn về lâm sàng thì bệnh nhân có những các cái triệu chứng của sốt huyết. Sốt huyết ở sốt xuất huyết đanh thì nó rất là đặc trưng. Nó sẽ có rất là đa dạng, có thể xuất huyết từ dưới da, các mức độ khác nhau, có thể xuất huyết ngoài da, rồi xuất huyết niêm mạc hoặc là xuất huyết nội tạng. Xuất huyết dưới da thì chúng ta có thể lấy là những cái dạng xuất huyết như là dạng các dạng chấm nốt ở ngoài da, rồi chảy máu niêm mạc thì chúng ta có chảy máu mũi, chảy máu chân răng, hoặc là đôi khi bệnh nhân chỉ là, đối với những trường hợp bệnh nhân nữ thì có thể thấy là da kinh nguyệt kéo dài, hoặc là kinh nguyệt tự nhiên lại sớm hơn cái chu kỳ kinh của mình, hoặc là cái số lượng nó nhiều hơn bình thường. Thế rồi nếu chảy máu nội tạng thì bệnh nhân có thể có chảy máu dạ dày, bệnh nhân biểu hiện máu đi ngoài phân đen, hoặc là nôn máu, hoặc là chảy máu đi tiểu ra máu. Và nặng hơn nữa thì có thể có những cái xuất huyết não hay là xuất huyết trong ổ bụng. Tuy nhiên thì các cái triệu chứng sớm của bệnh sốt xuất huyết đanh, tuy nhiên những cái biểu hiện về xuất huyết hoặc là những cái biểu hiện về biến chứng của bệnh như thế thì nó lại xảy ra phải vài ngày sau khi mà bị bệnh, chứ nó lại không phải xảy ra giai đoạn sớm. Khi mà giai đoạn sớm thì sốt xuất huyết đanh cũng có các triệu chứng hầu như là nó không đặc hiệu, nó cũng rất giống với những virus khác, chỉ là những cái triệu chứng về sốt rồi đau mình mẩy rồi đau người, chán ăn, mệt mỏi, thậm chí buồn nôn, nó hoàn toàn không thể phân biệt được với những cái sốt do virus khác. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ phải đặt cái triệu chứng của bệnh nhân ở trong cái hoàn cảnh là
Nếu như mà bệnh nhân có cái biểu hiện sốt như thế ở trong một cái thời điểm mà có đang có dịch sốt huyết, hoặc là bệnh nhân có những cái dấu hiệu về dịch tễ, ví dụ như là có những cái liên quan đến dịch tễ, chẳng hạn như là họ vừa đi đến hoặc đi về từ một cái vùng có sốt xuất huyết, hoặc cái khu vực bệnh nhân đang ở có những cái biểu hiện, có những cái bệnh nhân sốt xuất huyết, thế thì khi mà có những cái triệu chứng như thế thì cần phải cảnh giác với cái bệnh sốt xuất huyết. Và cái mà để mà xác định được sớm thì chúng ta vẫn nên làm xét nghiệm, bởi vì là các cái xét nghiệm chẩn đoán sốt xuất huyết thì bây giờ nó rất là tương đối là phổ biến ở những cái phòng khám đơn giản, những cái phòng khám nhỏ thôi cũng có thể làm được, vì cái chi phí rất là rẻ và cái kết quả xét nghiệm thì rất là nhanh. Còn những cái triệu chứng sớm thì nó không có cái gì gọi là khác hoặc là đặc hiệu hơn so với các cái bệnh sốt virus khác. Khi mà các cái triệu chứng nó rõ ràng về xuất huyết để chúng ta có thể nghi ngờ thì nó lại là có thể phải vài ngày sau đó rồi. Vâng ạ. Xin được cảm ơn bác sĩ. Và thưa bác sĩ là bệnh như vậy thì chúng ta có thể điều trị như thế nào ạ? Rất là mong bác sĩ tư vấn một số những cái biện pháp, vâng ạ, có thể phòng ngừa được cái căn bệnh này. Về cái việc điều trị thì bệnh sốt xuất huyết là bệnh không có thuốc điều trị đặc hiệu. Chúng ta hiểu điều trị đặc hiệu là như thế nào, là chúng ta có, nếu như là thuốc điều trị đặc hiệu là thuốc mà có thể diệt được virus đanh thì chúng ta không có, chúng ta chưa có. Ví dụ như là chúng ta hiểu là ví dụ chúng ta bị một số bệnh do virus như là cúm thì chúng ta có các thuốc điều trị cúm, ví dụ như là Tamiflu. Thế còn nếu như bị Covid thì chúng ta có cái thuốc kháng virus như là Monopiravir hoặc Remdesivir, đấy là những cái thuốc mà tác động trực tiếp đến virus gây bệnh. Thế nhưng mà bệnh sốt xuất huyết thì chúng ta sẽ không có thuốc tác động trực tiếp, chúng ta chưa có thuốc tác động trực tiếp đến virus đanh, chưa có thuốc diệt virus đanh, chủ yếu là các biện pháp điều trị hỗ trợ. Điều trị hỗ trợ và điều trị triệu chứng. Thế thì điều trị triệu chứng là gì? Là có cái triệu chứng gì thì chúng ta chữa cái triệu chứng đấy. Ví dụ sốt thì chúng ta dùng giảm sốt, đau thì dùng giảm đau, hoặc là nôn thì chúng ta điều trị chống nôn, thiếu dịch, mất dịch thì chúng ta bù dịch, chảy máu thì truyền máu hoặc cầm máu. Đấy là cái việc điều trị triệu chứng. Và các cái biện pháp điều trị hỗ trợ để có thể điều trị được bệnh sốt xuất huyết. Cái sốt xuất huyết đấy thì là hầu như mỗi cơ thể sẽ phải tự có cái điều chỉnh, tự có cái phản ứng để loại bỏ virus, rồi để trải qua, tức là để đáp ứng được cái phản ứng viêm do virus gây ra. Và cơ thể mà điều chỉnh được thì nó sẽ đến cái giai đoạn mà nó tự khỏi được, nhưng trong giai đoạn đấy thì cần sự hỗ trợ rất là nhiều của về sự chăm sóc y tế. Thế còn và cái bệnh sốt xuất huyết đấy thì cái về phòng bệnh thì chúng ta cũng không có phòng bệnh đặc hiệu, tức là không có vaccine, chưa có vaccine. Hiện nay cái vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết thì vẫn còn rất là hạn chế, và thứ hai là cái điều kiện để sử dụng cũng rất là phức tạp. Nói chung là nó chưa được sử dụng để đưa vào phòng bệnh rộng rãi. Chủ yếu là các cái biện pháp mà chúng ta phòng bệnh dựa vào cái việc mà chúng ta cắt đứt cái nguồn lây bệnh. Chúng ta hiểu ở trên là muốn chuyển được bệnh sốt xuất huyết đanh thì phải có, thứ nhất là phải có người bệnh bị sốt xuất huyết, thứ hai là phải có muỗi, phải có vector truyền bệnh. Vector truyền bệnh sốt xuất huyết thì là do muỗi, và muỗi thì nó không phải là loại muỗi nào cũng gây sốt xuất huyết, nó có một số cái loại muỗi gây sốt xuất huyết. Ví dụ như ở Việt Nam thì chúng ta có muỗi Aedes aegypti hay Ampelopictus, đấy là hai cái muỗi chủ yếu mà truyền bệnh sốt xuất huyết. Và cái việc mà phòng bệnh chủ yếu là chúng ta cắt đứt cái vector truyền bệnh, tức là diệt muỗi, diệt bọ gậy, hoặc là chúng ta sử dụng cái biện pháp mà ngăn phòng muỗi đốt, có thể là sử dụng các cái chất hoặc là những cái hương nó đuổi muỗi hoặc xua muỗi, hoặc là kem chống muỗi, hoặc chúng ta mặc quần áo dài tay. Đấy là những cái biện pháp để chúng ta phòng tránh bị muỗi đốt. Và chúng ta điều trị cho người bệnh sốt xuất huyết thì coi như chúng ta sẽ cắt được cái nguồn bệnh. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và kính thưa quý vị, chúng tôi đã nhận được khá nhiều những cái câu hỏi liên quan đến bệnh sốt xuất huyết đanh, cả những câu hỏi gửi về trước khi mà chương trình diễn ra, và ngay vừa rồi thì chúng tôi cũng đã nhận thêm được rất là nhiều câu hỏi. Vâng ạ, với rất nhiều câu hỏi như vậy thì chúng tôi cũng xin phép nhờ bác sĩ Tú sẽ chia sẻ một số và tư vấn cho một số những cái câu hỏi nó mang tính chất chung nhất. Thế còn một số những cái câu hỏi mà trong phạm vi thời lượng của chương trình của chúng ta không thể chia sẻ hết được
thì cũng rất mong bác sĩ Tú sẽ giúp cho chúng tôi để chúng tôi có cái nội dung trả lời gửi đến quý khán thính giả. Và ngay sau đây, vâng ạ, ngay sau đây thì chúng tôi xin được nhờ bác sĩ Tú giúp cho câu hỏi của chị Vinh. Vâng ạ, chị Vinh ở Vĩnh Bảo thì có hỏi câu hỏi là: chào bác sĩ, như bác sĩ chia sẻ thì tôi muốn biết là một người có thể bị sốt xuất huyết đanh nhiều lần đúng không ạ? Vâng, thì bệnh sốt xuất huyết đanh, có virus đanh gây bệnh có 4 cái tiếp virus, tiếp đanh 1, 2, 3 và 4. Thế và chúng ta có thể bị nhiễm bất cứ tiếp nào. Và khi mà chúng ta bị sốt xuất huyết một lần rồi, chúng ta chỉ mỗi lần thì chúng ta sẽ bị nhiễm một có thể một chủng virus. Và khi mà chúng ta khỏi thì cái miễn dịch tạo được sau khi chúng ta khỏi bệnh do một chủng virus này thì không đủ để mà phòng chống lại nếu như mà chúng ta lại nhiễm virus một loại chủng virus khác, tức là cái miễn dịch đấy nó không có hiệu quả. Và miễn dịch với một loại này thì không có hiệu quả để chống lại một cái chủng virus khác. Vì vậy mà chúng ta vẫn có thể nhiễm hơn một lần, có nghĩa là chúng ta có thể bị nhiễm nhiều nhất là có thể chỉ 4 tiếp virus, tức là chúng ta có thể bị sốt xuất huyết đến 4 lần trong đời. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Facebook của em Phương Mai thì có nhắn tin đến chương trình, đó là nhà em có người nhà bị sốt xuất huyết, người mệt mỏi, chán ăn, thì em rất mong bác sĩ giúp cho em, chỉ cho em cái chế độ ăn cho người bị sốt xuất huyết là như thế nào, có phải kiêng thực phẩm gì không ạ? Xin được nhờ bác sĩ Tú. Vâng, thực tế thì không có một cái chế độ ăn đặc biệt nào, không có một khuyến cáo về chế độ ăn đặc biệt nào cho bệnh nhân sốt xuất huyết cả. Là cái này sẽ tùy thuộc vào cái tình trạng bệnh của mỗi bệnh nhân hoặc là cái giai đoạn bệnh. Nhìn chung thì chúng ta nên cung cấp một cái chế độ ăn giàu dinh dưỡng, dễ tiêu, dễ hấp thu và cung cấp nhiều vitamin cho bệnh nhân sốt xuất huyết. Tuy nhiên thì có những cái giai đoạn bệnh, có những cái thời điểm, ví dụ như là khi mà bệnh nhân có biểu hiện ở cái giai đoạn mà bệnh nhân dễ có các cái triệu chứng xuất huyết, thì chúng ta cũng nên tránh một số các loại thực phẩm nó có thể dễ gây nhầm lẫn với tình trạng xuất huyết, ví dụ như là các loại thực phẩm màu đỏ, màu đen. Tôi lấy ví dụ như là trong trường hợp nếu như mà bệnh nhân ăn tiết luộc chẳng hạn, thế thì khi bệnh nhân đi ngoài, bệnh nhân có thể đi ngoài phân đen, và lúc đấy chúng ta nếu như mà chúng ta không khai thác cái chuyện các thức ăn của bệnh nhân thì chúng ta có thể dễ lầm lẫn với cái là bệnh nhân có bị sốt huyết tiêu hóa hay không, hoặc là khi bệnh nhân uống nước dưa hấu sau đó bệnh nhân nôn thì chúng ta sẽ dễ nhầm với nôn máu. Nhưng đây cũng không phải là cái khuyến cáo tuyệt đối, mà chúng ta hiểu là khi mà bệnh nhân chán ăn mệt mỏi thì tất nhiên là bệnh nhân ăn được cái gì thì cũng là tốt hơn rồi. Vâng ạ. Các cái loại nước mà bệnh nhân nên uống thì chúng ta cố gắng là các cái loại nước quả là nhiều, sẽ cung cấp nhiều vitamin để nó nâng cái thể trạng lên, giúp cho bệnh nhân chống lại cái bệnh sốt xuất huyết. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Và link Facebook của cháu Hồng Anh có nhắn đến là: cô ơi, cô hỏi bác sĩ giúp cho cháu, bệnh sốt xuất huyết có lây trực tiếp từ người này sang người khác không ạ? Trong nhà có người mắc bệnh thì các thành viên còn lại có dễ bị lây không ạ? Nhờ bác sĩ Tú giúp cho cháu Hồng Anh. Vâng, như ở trên thì đã nói là bệnh sốt xuất huyết đanh là bệnh do virus đanh, nhưng phải có vector truyền bệnh là muỗi. Tức là chúng ta có người bệnh sốt xuất huyết nhưng mà chúng ta phải có muỗi truyền bệnh. Và muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết thì có những cái đặc điểm sinh học riêng. Nó không phải là ở có tất cả các khu vực, nó sẽ có những cái khu vực nhất định, có nghĩa là không phải nơi nào cũng có muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết. Nếu chúng ta có một bệnh nhân sốt xuất huyết thì cái khu vực của chúng ta mà không có muỗi truyền bệnh thì chúng ta cũng không thể bị lây bệnh được, có nghĩa là kể cả khi mà chúng ta ở cùng nhà với người bệnh sốt xuất huyết, chúng ta ở cùng phòng với người bệnh sốt xuất huyết, chúng ta chăm sóc bệnh nhân sốt xuất huyết, nhưng cái khu vực mà chúng ta ở nó không có muỗi truyền bệnh thì chúng ta cũng sẽ không bị bệnh. Tuy nhiên thì hiện nay thì cái muỗi mà lây bệnh thì nó cũng cái nơi mà sinh sống hoặc là cái khu vực về dịch tễ của muỗi thì cũng khá là rộng rãi, thì có thể là trong một thời gian ngắn thì chúng ta không có muỗi, nhưng mà cái tình trạng mà dịch rồi là cái sự thay đổi về môi trường, khí hậu các thứ thì muỗi nó vẫn có thể di cư rất là, và nó có thể thay đổi cái khu vực sinh hoạt, khu vực gây hoạt động của muỗi ấy. Thì nói khi mà chúng ta có một bệnh nhân sốt xuất huyết thì chúng ta vẫn cứ phải, ngoài cái việc mà
tiếp xúc với bệnh nhân như bình thường thì chúng ta vẫn có các biện pháp phòng tránh muỗi đốt, bởi vì chúng ta cũng không thể biết được là khu vực này của chúng ta có muỗi hay không. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Và Hồng Anh ơi, cháu có nghe rõ không ạ? Cháu có nghe rõ bác sĩ Tú vừa chia sẻ không? Thế thì cháu cứ yên tâm nhé, phải có những cái yếu tố như vậy thì mới dễ lây từ người này sang người khác. Thế nhưng mà chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận, đúng không ạ? Và kính thưa quý vị, anh Vũ Biên, anh Facebook Vũ Biên có gửi đến chương trình câu hỏi là bác sĩ giúp cho chúng tôi phân biệt giữa sốt xuất huyết và sốt virus khác nhau như thế nào không ạ? Sốt xuất huyết thực ra là sốt virus đấy ạ. Và nó là một bệnh do virus, và cái triệu chứng của nó thì cũng rất là giống các triệu chứng do virus khác. Tuy nhiên thì nó cũng có những cái đặc điểm riêng để chúng ta có thể phân biệt được. Ví dụ như là các cái bệnh nhân sốt xuất huyết thì cũng có các cái triệu chứng như đau đầu, sốt cao, đau mình mẩy, đau người, chán ăn, mệt mỏi như là sốt virus khác. Thậm chí là nó rất giống với nhiễm cúm, hay là nó rất giống với cả thậm chí là các cái triệu chứng ban đầu của các cái bệnh virus khác, như là kể cả COVID hay là những cái bệnh do sởi. Cái giai đoạn đầu khi mà chưa có các triệu chứng đặc hiệu thì cái bệnh virus nào cũng giống như bệnh virus nào. Thế tuy nhiên thì chúng ta sẽ theo dõi, nếu như mà chúng ta bệnh sốt xuất huyết đanh về sau sẽ có những cái triệu chứng nó rõ ràng hơn của bệnh, ví dụ như là nó sẽ có biểu hiện của sốt huyết. Sốt huyết là một cái triệu chứng rất là đặc trưng. Tuy nhiên thì không phải trường hợp sốt huyết đanh nào bị nhiễm sốt huyết đanh cũng đều có sốt huyết cả. Cái sốt huyết của bệnh sốt huyết đanh là nó có biểu hiện có thể sốt huyết ngoài da hoặc là sốt huyết ở niêm mạc. Thì khi mà có dấu hiệu của sốt và có dấu hiệu của các cái nốt sốt huyết ở trên da thì chúng ta sẽ phải nghi ngờ là chúng ta có bị sốt huyết đanh hay không. Còn để chẩn đoán thì chúng ta vẫn nên đi làm các cái xét nghiệm để chẩn đoán, để khẳng định bệnh. Bởi vì sao? Bởi vì là các cái triệu chứng có những cái bệnh virus khác nó cũng có điều biểu hiện xuất huyết, nhưng mà cái tình trạng xuất huyết nó không rõ ràng hoặc nó rất là nhẹ thôi. Còn về mặt xét nghiệm thì sốt xuất huyết đanh khi mà chúng ta làm xét nghiệm thì nó sẽ khác với các cái sốt do virus khác. Ví dụ như sốt do virus khác thì cái mức độ giảm tiểu cầu nó ít thôi, nhưng mà trong bệnh sốt xuất huyết đanh thì nó sẽ giảm rất là nhiều, thậm chí có những trường hợp là đếm trên máy thì tiểu cầu là không. Thế rồi bệnh đanh thì có một cái đặc điểm đặc biệt, đó là có cái tình trạng thoát dịch và cô đặc máu. Thì khi mà chúng ta làm xét nghiệm thì chúng ta sẽ phát hiện thấy là nó có thể có cái tình trạng cô đặc máu, và đấy là cái triệu chứng mà rất là khác biệt, đấy là cái dấu hiệu, các cái đặc điểm rất là khác biệt của bệnh sốt xuất huyết. Chủ yếu là chúng ta dựa vào lâm sàng là để mà chúng ta hướng đến, còn lại thì cái chuyện mà chúng ta làm xét nghiệm vẫn giúp chúng ta khẳng định bệnh sốt xuất huyết hơn. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, thưa bác sĩ, có một câu hỏi đến từ chú Thắng. Chú Thắng thì có ghi là tôi 64 tuổi, người Tứ Kỳ, Hải Dương. Tôi đang bị sốt xuất huyết, nhưng mà bác sĩ cho tôi hỏi xem là người sốt xuất huyết thì có được chuyển nước không? Tôi có phải kiêng gió hay là kiêng tắm gội hàng ngày hay không? Vâng. Cái câu hỏi này thì cũng đã trong quá trình mà em công tác thì cũng đã được bệnh nhân hỏi rất là nhiều, hoặc là người nhà hỏi, hoặc là rất là nhiều người hỏi. Thì cái việc mà chúng ta biết là bệnh sốt xuất huyết là có một cái đặc điểm là nó có cái tình trạng thoát dịch, tức là mất dịch, thoát huyết tương đấy. Thế thì cái việc truyền dịch thì cái việc mà bù dịch thì nó là đương nhiên. Tuy nhiên thì cái bù dịch như thế nào thì lại là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải có một cái sự hiểu biết về cái sinh bệnh học của bệnh. Chúng nó sẽ không đơn giản như là truyền dịch trong các cái bệnh sốt do virus khác. Truyền dịch trong bệnh sốt xuất huyết thì bù dịch thì nó có hai cái hướng để chúng ta điều trị. Thứ nhất là chúng ta sẽ bù dịch trong trường hợp mà chúng ta sốt cao, mất dịch, hoặc là chúng ta không ăn uống được, hoặc là nôn, mất dịch do những cái triệu chứng là sốt cao, rồi mệt mỏi, không ăn uống được. Cái thứ hai là chúng ta bù dịch khi mà bệnh nhân có biểu hiện của thoát huyết tương, mất dịch thực sự đấy. Thì hai cái nó sẽ khác nhau. Thế thì khi mà chúng ta chỉ bù dịch cho cái tình trạng mà chúng ta ăn uống kém hoặc là chúng ta sốt cao thì chúng ta hoàn toàn có thể, chúng tôi khuyên là chúng ta nên bù dịch bằng đường uống. Nếu như chúng ta uống được thì nên bù dịch bằng đường uống. Bởi vì sao? Bởi vì
khi mà chúng ta uống thì nó bù dịch vào uống nó sẽ đáp ứng được đúng cái nhu cầu chúng ta khác hoặc là chúng ta cần đến đâu, thì tự bản thân lại có cái biểu hiện khác và chúng ta muốn uống như thế, đến đủ cái lượng như thế. Thế còn bởi vì sao? Bởi vì là có những cái trường hợp mà còn nếu chúng ta bù dịch bằng đường tĩnh mạch thì chúng ta sẽ chỉ nên bù dịch khi nào, thứ nhất là bệnh nhân thực sự là không ăn, không thể ăn uống được, thứ hai là có những cái dấu hiệu của thiếu dịch dựa trên về mặt xét nghiệm, hoặc là bệnh nhân có biểu hiện về mạch hoặc huyết áp, tức là có những cái dấu hiệu của cái tình trạng thiếu dịch như là mạch nhanh rồi là huyết áp nó thấp hoặc huyết áp kẹt. Và một cái điều nữa là bù dịch, khi mà bù dịch trong những trường hợp mà bệnh nhân có biểu hiện thoát dịch như thế thì chúng ta nên bù dịch tại cơ sở y tế, hoặc là có được cái sự giám sát theo dõi của những cái người có kinh nghiệm trong điều trị sốt xuất huyết. Vì vì là ở trong bệnh sốt xuất huyết đanh, bệnh nhân có thể thiếu dịch do chỉ là do mất dịch do sốt, thế nhưng đến cái giai đoạn thứ hai, nó khoảng từ ngày thứ 3 cho đến thứ 6 của bệnh thì nó sẽ có cái tình trạng thoát dịch, và lúc đấy là chúng ta phải điều trị bệnh bằng cách là truyền dịch. Và giai đoạn sau thì nó lại là giai đoạn tái hấp thu. Chính vì như vậy mà cái việc chúng ta bù dịch, chúng ta sẽ phải bù theo đúng cái nhu cầu, đúng theo cái mà chúng ta dự đoán được cái lượng thiếu dịch theo như phác đồ. Vì sao? Vì sẽ có những cái giai đoạn hấp thu dịch mà nếu chúng ta bù dịch mà nó không đúng hoặc là nó không kiểm soát được, chúng ta phải biết ngưng khi nào là cần thiết hoặc giảm cái lượng dịch khi nào cần thiết. Vì nếu không sẽ dẫn đến cái tình trạng là bệnh nhân khi mà ở cái giai đoạn tái hấp thu nó sẽ quá tải dịch, nó sẽ thừa dịch và bệnh nhân có thể dẫn đến phù phổi. Một điều nữa là ở những cái bệnh nhân mà có bệnh lý nền như suy tim hoặc tăng huyết áp thì cái chuyện bù dịch càng phải cẩn thận hơn. Chúng ta cũng không thể là cứ bù dịch một cách áng áng bừa bãi được, như là truyền dịch tại các cái cơ sở y tế, tại các cái phòng khám, hoặc là bệnh nhân tự truyền tại nhà, cứ thấy sốt, sốt huyết hoặc là thấy sốt thì chúng ta truyền dịch. Thì cái đấy nó sẽ có thể có những cái tình huống mà nó bất lợi, thì chúng ta sẽ không kiểm soát được vì chúng ta chưa có một cái sự hiểu biết rõ hơn về cái cơ chế của bệnh sốt sốt huyết. Vâng, vâng, thưa chú Thắng ạ, chú Thắng có nghe rõ không ạ? Vâng, bác sĩ vừa rồi đã tư vấn rất là kỹ và quý khán giả chúng ta cũng đã nắm được đấy ạ. Chúng ta nên cố gắng nếu như có thể thì sẽ bù dịch qua đường uống, phải không ạ? Thế và thưa bác sĩ, là vừa rồi chúng tôi có nhận được tin nhắn của cháu Hồng Anh. Cháu Hồng Anh có nhắn tin là nhờ cô chuyển lời cảm ơn tới bác sĩ Tú giúp cho cháu. Vâng ạ, cảm ơn cháu Hồng Anh và cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình đã nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi, nhưng mà chúng tôi xin phép được nhóm lại bởi vì có những cái câu hỏi nội dung nó khá là giống nhau. Đó là thưa bác sĩ, thì bệnh nhân mà bị sốt xuất huyết đanh ấy thì có thể điều trị tại nhà được không? Điều trị tại nhà thì nên dùng cái loại thuốc hạ sốt nào cho bệnh nhân? Thế rồi bệnh nhân thì có phải kiêng nước kiêng gió không ạ, thưa bác sĩ? Bệnh sốt xuất huyết đanh, chính như chúng ta biết thì là đa phần thì nó sẽ là trường hợp nhẹ và chúng ta hoàn toàn có thể điều trị tại nhà được. Nhưng cái việc mà điều trị tại nhà thì chúng ta sẽ phải như thế nào? Nó không phải là khi mà bị sốt xuất huyết chúng ta sẽ không có một cái phác đồ chung. Một cái phác đồ chung là chúng ta sẽ điều trị ngày này qua ngày khác với một cái đơn thuốc cụ thể, mà chủ yếu là chúng ta sẽ phải vừa điều trị vừa theo dõi. Và bệnh sốt xuất huyết đanh thì bao giờ nó cũng diễn biến qua ba cái giai đoạn. Thứ nhất là giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn sốt ban đầu. Cái giai đoạn đấy thì thường chủ yếu là khó, bệnh nhân thấy khó chịu nhất là cái triệu chứng về sốt, rồi là mệt mỏi. Đến cái giai đoạn thứ hai, khi mà khoảng từ ngày thứ 3 cho đến ngày thứ 6, nếu như bệnh nhân cảm thấy nó đỡ sốt hơn thì nó lại là cái giai đoạn người ta gọi là cái giai đoạn nguy hiểm. Tức là lúc đấy bắt đầu có những cái rối loạn về mặt huyết học, bệnh nhân có giảm tiểu cầu, có cô đặc máu, rồi có rối loạn, bệnh nhân có thể có cái tình trạng thoát dịch, rồi dẫn có thể có sốc ở giai đoạn này, có thể có sốc huyết ở giai đoạn này. Và những cái ngày cuối thì sẽ là những cái khi mà chúng ta qua được cái giai đoạn đó thì chúng ta sẽ nó sẽ vào cái giai đoạn hồi phục, tức là bệnh nhân có thể hết sốc rồi ăn uống ngon miệng hơn, và các cái rối loạn về huyết học thì các cái rối loạn về máu thì nó sẽ trường trở lại bình thường. Thế thì nói là có thể theo dõi tại nhà hay không, nó phải tùy thuộc vào từng cái trường hợp cụ thể. Nếu như mà bạn là một người khỏe mạnh, không có bệnh lý nền gì, bạn ở nhà bạn có người sống cùng,
để có thể theo dõi và chăm sóc cho bạn, rồi hoặc là bạn có khả năng tiếp cận với các cái dịch vụ y tế một cách nhanh chóng khi mà mình có cái biểu hiện của những triệu chứng nguy hiểm, thì mình hoặc là cái cơ sở mình ở gần cơ sở y tế, thế thì mình hoàn toàn có thể điều trị tại nhà được. Tuy nhiên khi mà điều trị tại nhà thì bạn cần phải có một cái sự tư vấn về y tế, có thể là của bác sĩ gia đình, có thể là khi chúng ta đi khám bệnh, bác sĩ ở phòng khám người ta tư vấn chúng ta phải theo dõi như thế nào, và khi có dấu hiệu gì thì chúng ta phải đến viện ngay lập tức. Và chúng ta sẽ phải theo dõi cái gì hàng ngày ở nhà? Ví dụ như là khi mà chúng ta điều trị tại nhà thì chúng ta thứ nhất là chúng ta sẽ có một cái hướng dẫn về điều trị các cái triệu chứng, ví dụ sốt như thế nào, giảm đau như thế nào, bù dịch như thế nào, và chúng ta sẽ theo dõi các cái dấu hiệu nặng để phải đi khám kịp thời. Các cái dấu hiệu nặng mà chúng ta cần phải đi khám kịp thời nó sẽ là các cái dấu hiệu cảnh báo cái tình trạng sốt xuất huyết có thể nặng hơn. Thì khi mà chúng ta đi khám bệnh thì bác sĩ người ta sẽ tư vấn là có triệu chứng như thế nào thì chúng ta cần phải khám bệnh. Còn một cái nữa là khi mà chúng ta theo dõi tại nhà, bởi vì cái bệnh sốt xuất huyết này nó không chỉ biểu hiện về mặt lâm sàng, chúng ta có thể cảm thấy người bình thường nhưng mà cái xét nghiệm của chúng ta vẫn rối loạn, thì chúng ta vẫn cần phải có làm được các cái xét nghiệm về máu hàng ngày. Chúng ta có thể gọi lấy máu tại nhà hàng ngày và người ta sẽ trả cho mình cái kết quả xét nghiệm, và khi mà người ta trả kết quả xét nghiệm người ta sẽ tư vấn cái vấn đề bất thường này. Ví dụ như xét nghiệm của chúng ta ngày hôm đấy mà tiểu cầu giảm rất là nhiều, hoặc là chúng ta đang có tình trạng cô đặc máu đấy thì buộc chúng ta phải nhập viện. Đấy vâng. Là khi mà có cái gợi ý về xét nghiệm máu. Và các cái chúng ta sẽ theo dõi về tình trạng mạch và huyết áp. Thế còn bệnh nhân thì hỏi cái ý là có phải kiêng nước kiêng gió không ạ khi ở nhà? Khi mang sốt xuất huyết đấy. Câu hỏi này thì cũng có rất là nhiều người bệnh nhân đã hỏi. Các bạn cứ thử tưởng tượng rằng là nếu như mà chúng ta sốt đến 2-3 ngày, xong rồi mỗi ngày chúng ta sốt độ 3-4 lần và chúng ta dùng 3-4 lần thuốc hạ sốt, sau đó thì chúng ta vã rất là nhiều mồ hôi, người thì bết bát. Chúng ta có thể để đến 2-3 ngày trong cái tình trạng như thế thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Và không, thực tế là không có một cái cơ sở khoa học nào về cái việc là chúng ta phải kiêng tắm, kiêng nước hay là phải kiêng gió cả. Bởi vì là chúng ta nên vệ sinh cá nhân, nên có một cái những chăm sóc về vệ sinh cá nhân tốt thì chúng ta sẽ dễ đỡ bị cái tình trạng bội nhiễm. Bởi vì khi mà chúng ta bị sốt xuất huyết là chúng ta có cái tình trạng nhiễm bệnh và miễn dịch nó sẽ kém. Ngoài các cái nhiễm các cái vấn đề khác thì kể cả những bệnh ngoài da rồi bội nhiễm đường hô hấp các thứ là hoàn toàn có thể xảy ra. Kính thưa quý vị, có lẽ rất nhiều quý vị cũng như là Minh Ngọc thì sẽ quan tâm đến một cái ý, đó là bệnh nhân bị sốt xuất huyết anh ấy khi nào thì cần phải nhập viện. Và vừa rồi thì vẫn còn có một cái ý nữa, đó là có người vẫn nhắn hỏi xem là nếu như mà phải dùng cái thuốc mà hạ sốt ở nhà thì dùng như thế nào, thì nhờ bác sĩ Tú giúp chia sẻ thêm. Vâng ạ, một là khi nào thì cần phải nhập viện, và cái thứ hai là ở nhà thì nên dùng cái thuốc hạ sốt như thế nào, thưa bác sĩ. Vâng, cái vấn đề về dùng thuốc hạ sốt thì rất là quan trọng đấy ạ, trong cái bệnh sốt xuất huyết, vì chủ yếu triệu chứng của nó là sốt. Cái thuốc hạ sốt mà chúng ta có thể dùng được thì nó cơ bản nhất vẫn là paracetamol. Nhưng mà hiểu này, chúng ta sẽ theo dõi nhiệt độ, và không phải chúng ta sẽ chỉ dùng thuốc hạ sốt khi nào, khi cái nhiệt độ nó cao. Thường thì khoảng tầm trên 38.5, hoặc khi nào bạn khó chịu nhiều quá, hoặc khi bạn đau đầu, bạn cần dùng giảm sốt thì bạn có thể dùng. Thế còn chúng ta cũng ngoài ra chúng ta có thể hạ sốt bằng các cái biện pháp vật lý, ví dụ chúng ta lau mát, rồi là chúng ta nới lỏng quần áo để môi trường nó thoáng ra, chúng ta có thể chườm, đấy là cái biện pháp mà hạ nhiệt vật lý. Thế còn khi mà phải dùng thuốc hạ sốt thì chúng ta sẽ chọn loại nào? Cơ bản nhất là chúng ta sẽ dùng paracetamol. Paracetamol thì trên thị trường có rất nhiều biệt dược, chúng có thể dùng là efferrangan dạng đơn không có phối hợp, hoặc là Habacol hoặc là Panadol, đấy là những cái thuốc hạ sốt. Thế và khi chúng ta dùng thì liều như thế nào? Chúng ta sẽ dùng với cái liều trung bình là 10 đến 15 mg trên 1 kg cân nặng mỗi 4 đến 6 giờ. Ví dụ bạn hiện bạn có thể tưởng tượng là một người khoảng 50 kg thì chúng ta sẽ dùng một viên 500 mg mỗi 4 đến 6 giờ. Nhưng có một cái chú ý là cái hạ sốt giảm đau trong sốt xuất huyết thì chúng ta có những cái thuốc mà chúng ta nên tránh, sự là nên tránh, không phải là loại nào chúng ta có thể dùng được.
chúng ta sẽ tránh những cái thuốc chống viêm, những cái thuốc thuộc cái nhóm chống viêm non steroid, đặc biệt là aspirin. Bởi vì sao? Bởi vì là nếu mà dùng bây giờ thì có vẻ như là chúng ta nó không phải là thông dụng để mà dùng aspirin giảm đau, nhưng mà ngày xưa hoặc ở những cái vùng mà nó thiếu thuốc thì người ta vẫn lựa chọn aspirin để giảm đau, giảm sốt. Thế thì dùng aspirin sẽ nguy hiểm bởi vì sao? Bởi vì là nó sẽ gây ra cái tình trạng sốt huyết, hoặc là ở trẻ em thì nó còn gây ra cái hội chứng người ta gọi là cái hội chứng RAISE, nó có phù não rồi có tổn thương gan và có thể tử vong. Thế vì thế mà cái lựa chọn ưu tiên nhất là chúng ta vẫn nên dùng paracetamol. Một cái loại thuốc nữa là cái ibuprofen ở cái nhóm non steroid đấy có thể có vẻ có tác dụng giảm đau nhiều hơn, hoặc là có thể có cái tác dụng hạ sốt kéo dài hơn. Đấy là chỉ do một số cái cảm nhận thôi, nhưng mà thực sự là nếu mà nên tránh được, ít nhiều nó không gây tác dụng như aspirin nhưng mà nó cũng có gây tác dụng ảnh hưởng. Có lẽ là có rất nhiều người thì sẽ quan tâm đến cái câu hỏi giống như là Minh Ngọc đó, bởi vì là chúng ta bị sốt xuất huyết đanh như thế này thì nhiều người sẽ điều trị tại nhà. Thế nhưng mà điều trị tại nhà thì cái dấu hiệu như thế nào thì cần phải vào viện, và cái đối tượng nào thì sẽ phải điều trị ở trong viện, thì cũng xin bác sĩ Tú giúp chia sẻ thêm. Đó. Vâng, các cái đối tượng mà chúng ta nên nhập viện để điều trị sốt xuất huyết đanh thì là những cái đối tượng mà thứ nhất là phải là những cái người mà thì cái điều kiện nó không thể nhập viện được ngay khi mà có triệu chứng nguy hiểm. Ví dụ như là những cái người mà thứ nhất là nhà ở xa cơ sở y tế, sống một mình, hoặc là khó có khả năng tiếp cận với các cái dịch vụ y tế. Như thế thì là cần phải vào viện luôn khi mà bị bệnh, đúng không ạ? Và thứ hai là những cái đối tượng có nhiều bệnh nền, ví dụ như là người ta có suy thận này, suy tim, hoặc là bệnh lý về gan, hoặc là những cái bệnh lý về suy giảm miễn dịch thì người ta nên được nhập viện để theo dõi ngay từ đầu. Hoặc là những trường hợp phụ nữ có thai, người già hoặc là trẻ em thì nên nhập viện theo dõi ngay từ đầu. Xin được cảm ơn bác sĩ Tú. Và kính thưa quý vị, có lẽ là còn rất nhiều những cái câu hỏi mà nếu như mà chúng ta còn thời gian thì bác sĩ Tú sẽ tư vấn trực tiếp. Nhưng mà như chúng tôi đã cam kết từ đầu chương trình, đó là những cái câu hỏi nào mà chúng tôi nhận được vào phần cuối chương trình chúng tôi không kịp mà chia sẻ, để nhờ bác sĩ Tú tư vấn trực tiếp, thì chúng tôi sẽ qua cái ý kiến của bác sĩ Tú chúng tôi sẽ tư vấn và trả lời quý vị qua inbox, qua tin nhắn. Vâng ạ, rất mong quý vị giúp cho chúng tôi như vậy. Chúng ta đã đồng hành cùng với nhau với rất nhiều những cái thông tin về phòng và điều trị bệnh sốt xuất huyết, và trực tiếp là do bác sĩ nội trú Hoàng Thanh Tú ở khoa nội 1 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng chúng tôi chia sẻ. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ và kính chúc bác sĩ luôn mạnh khỏe, thành công hơn trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Và cũng xin được cảm ơn toàn thể quý vị đã quan tâm theo dõi trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Đó là nguồn động viên rất lớn đối với lại những người làm chương trình như chúng tôi. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn bác sĩ, cảm ơn quý khán thính giả, và xin phép cho chúng tôi được dừng chương trình tại đây. Quý vị nào có những cái triệu chứng hay là cần khám và điều trị về bệnh sốt xuất huyết đanh hay là những cái vấn đề khác về sức khỏe thì quý vị hãy tin tưởng và đến với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng chúng tôi. Bởi vì chúng tôi tin tưởng rằng với cái cơ sở vật chất, với những cái trang thiết bị y tế hiện đại đạt chuẩn quốc tế, cùng đội ngũ chuyên gia, y bác sĩ, nhân viên y tế giàu kinh nghiệm, tận tâm thì sẽ hỗ trợ thăm khám và điều trị đáp ứng tối đa những cái yêu cầu của bệnh nhân hay là của những quý vị mà có nhu cầu cần thăm khám về sức khỏe. Vâng ạ. Xin chào và xin được hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau vào 20 giờ tối thứ hai hàng tuần. Xin kính chào bác sĩ. Vâng, xin chào chị Minh Ngọc, xin chào. Vâng ạ, xin chào và xin hẹn gặp lại. Tạm biệt.